của C. CH. Cho các bác xem thì bác nào lấy đơn này thì em gửi nhá. Xem nó như thế nào nhá, xem hàng thì em như nào, giao đâu rồi? Giao vừa để đây xong nhỉ? Xem nhá, đơn Kiều đấy nhá. Đơn Kiều này của bác đây. Bán chó à bác, mua chó đấy không? Bán chó đấy. Chuẩn bị vào mua chó rồi, lần này em mua cả chó nha. Con chó này, con chó đỏ đấy. Con chó đỏ ấy. Mới mua của dân không đấy? Nha bác nhẹ. Cái này là của ai đây? Hôm nay em vừa bị trả đấy. Ghi ra lấy nhưng không lấy. Nick face đây. Tận ở đâu đấy? Lâm Đồng. Xem nha, có 40.000 tiền cước rồi. Em phải chỉ 40.000 tiền cước. Em bốc ra bác nào lấy thì lấy nha. Bán sale luôn này. Đơn này đơn Kiều đấy. Chính xác, đơn này đơn Kiều. Đẹp không chị? Đẹp lắm. Con này màu đỏ ấy. 4 mắt luôn. Cục ơi. 4 mắt luôn màu đỏ đấy. Ờ đúng rồi, người ta không lấy mình phải chịu ship đấy. Đấy, mình phải không phải đơn giản đâu. Bán hàng được tí tiền. Đơn này đơn Kiều này. Đẹp luôn. Hoa hết rồi nhá, nụ đây. Thân nụ đây, thân hoa đây. Chó ấy. Gửi sao được thân đây. Đấy, riêng dề này nhá. Hoa đây. Chuẩn bị ra hoa nhá. Đúng rồi chị ạ, vớ vẩn. Đấy, hẹn vào ra lấy. Cái dề này thì chưa. Cái này đang nhú thôi. Lỗ là cái chắc chắn. Dề này đây. Dề này này. Một thân này. Hai thân hoa này. Ba thân hoa này. Đấy nhá. Đây chứ. Này, riêng ngọn này hai bông này, một bông này. Hai bông này. Đấy. Riêng bông này này. Một bông này. Đấy. Gà chị ơi. Đây bông này nữa này. Đây bông Kiều này. Gà có đấy, dân nó đang gọi 17 cân gà đấy chị, nhưng em chỉ sợ gà dài thôi. Gà dài em không dám lấy. Đấy. Sợ gà nó dài. Gà dài nó không đẹp đây này. Hoa này. Kiều này, Kiều vàng nhá. Đấy, đơn này hoàn về đấy. Đơn này hoàn về đấy. Tận Lâm Đồng mà về đến tận em. Mà các bác nhìn thấy không? Về Lâm Đồng, về từ Lâm Đồng về tận em. Các bác nhìn thấy cây nó như thế nào? Vẫn ngon lành đúng không? Vẫn ngon lành. Trong này không có tí nào lá cả. Vẫn ngon lành, thanh lý đấy. Đây là một dề này. Một dề tính hoa cho nhá. Em bao nhiêu bông nhá? Một bông này. Bác ấy không lấy, dở chưa? Một bông, hai bông này, ba bông này. Bốn bông này, năm bông này. Sáu bông này. Tổng cộng giò này là sáu bông hoa. Một bông, hai bông. Ba bông, bốn bông, năm bông. Sáu bông, bảy bông. Giò này bảy bông, dê này. Đấy, nụ đây này, nụ đang trắng tinh, đang già này. Đấy, bác không lấy. Đấy, một dê đấy nha. Về đến em nó không có xanh tươi mơn mởn như thế này. Các bác biết là hàng nó khỏe như thế nào. Bán hết chỗ này, bán theo dề đấy thì chết. Bán hết chỗ này. Hôm trước là bán cái chỗ này là tất cả là 180.000. Đây, đây này, bông này này. Tất cả chỗ này 180 nhưng hôm nay sale nhá. Về đến này, dề này nhá, bông này này. Về các bác ghép lên thoải mái chơi. Đấy, về đến em đấy, em bỏ bóc cho các xem. Bác ấy bảo là bác sẽ ra bưu cục bác ấy lấy. Đơn này bán em trước bán 180.000. Bây giờ bác không lấy em phải chịu 40.000. Hôm nay em sell đơn này nhé, bác nào lấy nhanh nhé, sell nhé. Tất cả chỗ này 130.000. 130 nhá, 130 nhá. Em sell đi, về đến em nó còn thế này các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thấy lá không? Em không biết được chỗ này chắc khoảng tầm đây một giò này. Hai này. Đấy, có thân này nó hơi bị gãy thì thôi, tí em nhổ như kệ nó thôi. Tất cả bao nhiêu để em múc nào. Nhá, 130.000 đấy. 2 này, 3 này. Đấy các bác ghép 3 cái này vào một giò.
và một dề này vào một giỏ. Đấy, hơi bị đẹp đấy. Ok chị nha, chị Vân ơi. Không, chốt cho chị Vân rồi, chị Vân đầu tiên rồi. Chị Vân rồi, 130. Đấy, em xeo đấy. Em đi lòng đấy các bác nhìn không? Thì tận Lâm Đồng về đến em mà xanh, lá của xanh tươi như này. Chứng tỏ cây nó rất là khỏe. Và mỗi lần này em lấy xuống là lúc nào cũng lấy phát. Tân đang gọi 17 cân gà đấy, nhưng mà chả biết gà có dài không, chả muốn lấy. Đẹp cực kỳ đấy, đấy nụ đấy. Cái này nó đang bị kiểu như là ấy, nước mất nước. Ok nhá, đóng cho chị Vân nói đấy các bác xem ấy, từ tận Lâm Đồng ra đến em nó còn như thế này, nó còn xanh tươi mơn mởn này. Hết rồi thôi em nghỉ thôi, có hết rồi, hôm nay dân nó bán này, bán giò tam màu sắc này đấy, hàng nguyên bản đấy. Loại này hai cái giò này bán cho các bác bao tiền? Hai giò này dân nó bán sáng nay đấy, nhưng em bán cho các bác 70.000 thôi. Cho bác nào ghép đơn thì đi nhé. Đây này, đây là một giò đấy, nó trồng đấy. Đấy. Hàng cây nhỏ nhỏ nhưng vẫn là hoa đây này, hoa nó đây này. Đấy, có hạt vĩ không? Hạt vĩ bán mất rồi. Một giò đây nhé, hai giò này 70.000. Hơi bé bé, các bác về các bác bóc tách cái này ra. Bóc tách cái này ra, các bác giả hàng tính vào đây. Cho hết vào đây. Bóc cái này ra, tính vào đây. Hoa thì mất, ừ. Em có sờ đâu, em dơ lên mà. Đó. Hai giò này 70.000 đấy, dân nó cứ bán. Dân bán thì phải nhẹ nào? Thôi, để nhẹ thôi. Đó, 70k cho bác nào nhé. Thôi em hết rồi, tí đóng nốt này. Đông ơi, 70.000 á, lấy 70.000 lấy 70.000.